các bạn múc ra phần dĩa và các bạn sửa cái phần đầu bắp mình lên cái phần dĩa tí xíu, thì các bạn cho hết cái tỏi hồi nãy mình đã phi lên. Đó, vì cái phần tỏi này mình đã luộc hết dầu rồi các bạn. Và các bạn thích ăn cay thì mình sẽ sắp ớt vào trong đây. Đây, vào cái phần đậu bắp của mình đó các bạn. Thì mình sẽ có thêm một ít nước tương để bên cạnh. Chào các bạn đã trở lại với kênh Cá Thời Gian nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách đậu bắp xào tỏi nha các bạn, để cái phần đậu bắp mình nó không bị nhớt. Ở đây mình có tầm khoảng 5 tép tỏi và 2 trái ớt, một ít đường và cà no, bột ngọt, nước mắm và dầu hào ha các bạn, một ít dầu ăn. Cái phần đậu bắp thì mình đã rửa sạch rồi. Còn các bạn mua thì mình chọn những cái trái đậu bắp nào người ta mới hái á, thì nó sẽ ngọt hơn. Và các bạn mua mà cái trái đậu bắp người ta hái 2-3 ngày thì nó lại không ngon bằng nha. Tại hôm nay mình mua lúc sáng á, giờ này là bữa cơm trưa, buổi trưa gia đình mình nè. Giờ các bạn làm cái phần đậu bắp này thì mình sẽ rửa rồi, qua sạch hết rồi. Khi các bạn rửa thì các bạn sẽ dùng một ít muối để các bạn rửa qua. Nhưng mà cái phần này á, thì các bạn không nên cắt cái phần cuống này. Bây giờ mình ở trên bếp mình có bắt sẵn một cái nồi nước sôi để mình sẽ cho cái phần đậu bắp này vô. Nồi nước đang sôi các bạn sẽ cho vào đây một ít muối hột. Các bạn nên nhớ là mình sẽ dùng muối hột nha. Và cái nước đang sôi thì các bạn sẽ cho hết cái phần đậu bắp của mình vô. Đây, các bạn sẽ thả hết phần đậu bắp. Khi các bạn cho phần đậu bắp vô, các bạn sẽ thả xuống bằng cái phần nước. Cái này là mình không cắt cuốn nha các bạn. Thứ nhất là các bạn không cắt cuốn. Thứ hai nữa là các bạn cho nước thiệt sôi. Mình sẽ cho nó vô. Cái đậu bắp này cho nó vô để cho cái nước nó sôi lại tầm khoảng 1 phút. Cái phần đậu bắp này nó sôi trong tầm khoảng 1 phút thì các bạn sẽ chuẩn bị một thau đá lạnh. Ở đây mình có sẵn một thau đá lạnh nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt ra và vớt cái phần đậu bắp này ra, bỏ cho thau đá lạnh. Các bạn nên nhớ cái phần đậu bắp này mình sẽ không cho dầu ăn ha các bạn. Khi các bạn luộc được 1 phút các bạn sẽ vớt ra, bỏ vào thau đá lạnh, các bạn đừng để lâu nha. Để lâu rồi cái phần đậu bắp mình nó sẽ nổ bập bập và nó sẽ bể cái phần đậu bắp ra, tại vì cái đậu bắp nó đụng nước sôi là nó sẽ dậy nha bạn, sôi quá là nó sẽ dậy. Bây giờ các bạn ngâm trong cái thau đá lạnh thiệt lạnh. Thứ nhất á, là nó thiệt lạnh như vậy các bạn sẽ để trong tầm khoảng 10 phút. Sau 10 phút đó là nó cái phần đậu bắp mình nó nguội và nó giòn. Mình sẽ vớt nó ra. Phần đợi đậu bắp khoảng 10 phút thì các bạn sẽ đập hết cái phần tỏi này ra. Đây. Ở đây mình có phần chừng 5 tép tỏi thì các bạn sẽ đập ra. Các bạn đập ra và sẽ lột hết cái phần tỏi này. Và các bạn sẽ băm cho nó nhỏ hết nha. Và mình đã băm cho cái phần tỏi này nó nhỏ hết rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo nha. Khi mình bắt lên bếp một cái chảo các bạn sẽ bật ga lên. Và bật ga lên các bạn sẽ cho vào đây là một ít dầu ăn. Để cái phần dầu ăn này với cái phần chảo nó nóng đi các bạn. Phần chảo và phần dầu ăn này nó nóng á, thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi vô. Các bạn cho hết cái phần tỏi vô và các bạn sẽ đảo đều. Đảo đều đến khi mà các bạn thử cái phần tỏi này để cho nó vàng và nó thơm, thiệt thơm nha. Khi cái phần tỏi này nó vàng như vậy nè, các bạn sẽ chỉnh độ lửa nhỏ lại một tí để cho nó vàng thêm một tí nữa ha các bạn. Tại này là nó mới vừa vàng tới nha. Bây giờ các bạn thấy cái phần tỏi này đã vàng từ từ và nó thơm thì các bạn sẽ chỉnh độ lửa nhỏ lại chứ không nó cháy. Và bây giờ cái phần tỏi mình được thì các bạn sẽ tắt lửa đi, tại cái phần dầu nó còn nóng á các bạn. Nó còn nóng là cái phần tỏi nó sẽ thơm như vậy nè. Thơm và vàng đều hết như vậy nè các bạn, chứ không các bạn để độ lửa mạnh quá là nó sẽ, khi các bạn tắt là dầu nó còn nóng nó sẽ cháy hết cái phần tỏi của mình nha. Thôi bây giờ mình sẽ có một cái lược để mình lược cái phần tỏi ra. Ở đây mình có một cái chén và một cái đồ lược các bạn. Các bạn sẽ kẹp và cái chảo các bạn lược hết cái phần tỏi này của mình ra nha.
cho phần dầu xuống dưới và phần tỏi lên trên. Đó, cái phần tỏi lên trên này các bạn, và mình sẽ chừa cái phần tỏi này qua một bên tí xíu nữa mình sẽ dùng sau. Và mình sẽ cho cái phần dầu ăn này tầm khoảng 2 muỗng cà phê nhỏ vào trong cái chảo hồi nãy. Đây mình cho tầm khoảng 2 muỗng dầu ăn các bạn, 2 muỗng cà phê dầu ăn thôi nha. Đó, vô trong phần chảo thì các bạn sẽ đi vớt cái phần, được 10 phút mình sẽ đi vớt cái phần đậu bắp để mình làm ráo rồi mình sẽ đưa lên. Cái phần đậu bắp mình đã rửa ráo nè các bạn, cái màu xanh nó giữ được rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần đậu bắp ra nha. Khi các bạn cắt cái phần đọt này một tí xíu và phần gốc, đó là cái đậu bắp này sẽ không bị nhớt. Và các bạn sẽ, nếu mà dài quá thì các bạn sẽ cắt nó làm đôi như vậy. Đó các bạn thấy không? Cái phần đậu bắp mình nó sẽ không bị nhớt và sẽ giữ được màu xanh. Các bạn cắt nó ra làm đôi, còn nếu như mà cái nào nhỏ quá thì các bạn sẽ để yên nguyên. Nguyên trái cũng được các bạn. Còn cái nào mà nó hơi dài, nhằm khi đậu bắp người ta trồng hơi tốt quá dài thì các bạn sẽ cắt nó ra làm ba nha. Cái cắt thì tùy theo các bạn, các bạn thích cắt ngang ha, cắt xéo tùy, còn mình thì mình sẽ cắt cái vòng đậu bắp này xéo xéo như vậy. Đó các bạn không? Nó không bao giờ bị nhớt nha. Ở đây mình mua tầm khoảng 2 lạng là nó rất nhiều rồi các bạn. Còn nếu như các bạn nào mà ăn nhiều hơn thì mình sẽ dùng tăng cái lỗ lên một tí xíu. Đó các bạn thấy, có màu xanh giữ rất là đẹp. Rồi, cứ vậy các bạn cắt cho nó xong hết nha. Bây giờ mình đã cắt xong cái phần đậu bắp thì mình sẽ cho hết lên cái phần dĩa ha các bạn. Đây, rất ngon. Bây giờ mình sẽ trở lại với cái phần cái chảo của mình nha. Chảo thì hồi nãy các bạn cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu thì các bạn sẽ bật ga lên. Để cho cái phần dầu mình nó nóng đi các bạn. Bạn bật ga lên cái phần dầu nó nóng thì các bạn cho vào đây là yếu 1 cốc tư cà no. Và các bạn cho vào đây là yếu 1 cốc tư bột ngọt. Đường thì các bạn sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường, để các bạn quậy đều lên một tí xíu. Và các bạn cho vào đây tầm khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm. Dầu hào các bạn cho vào đây tầm khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào. Mình sẽ đảo đều cái phần hỗn hợp của mình lên, đảo cho nó đều hết nha các bạn. Giờ cái phần hỗn hợp nó đều hết, gia vị của mình nó đều hết, có mấy cái ruột cục là mấy cục tỏi hồi nãy còn lại đó các bạn. Các bạn đảo đều hết thì các bạn sẽ cho hết cái phần đậu bắp vô. Khi cho cái phần đậu bắp vô thì các bạn sẽ dùng cái sạng và đảo nó đều lên, đều với lại cái phần gia vị của mình lên thì các bạn sẽ cho độ lửa lớn. Các bạn nên nhớ mình sẽ cho độ lửa lớn nha. Vì giờ mình sẽ, nếu các bạn mà xào rau rồi mà cho đồ lửa nhỏ thì nó lại sẽ không ngon nha các bạn, nó sẽ hôi ê cái phần rau mình. Thì các bạn sẽ đảo đều lên tầm khoảng cỡ 1 phút nha các bạn. Sau 1 phút đó, cái phần gia vị nào đã thấm hết vô phần đậu bắp của mình rồi thì nó rất là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ tắt ra và sẽ cho ra phần dĩa ha các bạn. Ở đây mình có một cái dĩa, bây giờ các bạn sẽ múc hết ra cái phần dĩa đi nha. Và mình sẽ múc hết cái phần đậu bắp của mình ra cái phần dĩa. Và mình sẽ sửa nó lại tí xíu. Các bạn múc ra phần dĩa và các bạn sửa cái phần đậu bắp mình lên cái phần dĩa tí xíu. Thì các bạn cho hết cái tỏi hồi nãy mình đã phi lên.
Đó, vì cái phần tỏi này mình đã luộc hết dầu rồi các bạn. Và các bạn thích ăn cay thì mình sẽ sắc ớt vào trong đây. Đây vào cái phần đậu bắp của mình đó các bạn. Thì mình sẽ có thêm một ít nước tương để bên cạnh chấm nha. Đậu bắp xào tỏi mình đến đây đã xong rồi các bạn. Bé bên mình có một ít nước tương để ăn kèm. Nếu như các bạn nào thích thì các bạn sẽ chấm. Còn nếu như bạn không thích thì mình sẽ ngưng có phần nước tương này lại. Phần ớt thì mình trang trí lên mặt một ít. Nếu các bạn nào ăn cay được thì mình sẽ dùng. Còn bạn không ăn cay được thì mình khỏi phải dùng một cái phần ớt ha các bạn. Đậu bắp xào tỏi mình đến đây đã xong rồi đó. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Cách làm đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần vô bếp trong tầm khoảng 5 phút là có cho gia đình mình được một món ăn rồi. Đó, mình đến đây mình đã cảm ơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.